hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Quy hoạch xác định thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, con người, cảnh quan thiên nhiên, vùng đất Cố đô Hoa Lư và những giá trị nổi bật toàn cầu của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, quần thể danh thắng Tràng An, đẩy mạnh phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị Cố đô Hoa Lư. Chỉ tiêu phát triển về xã hội đến năm 2030, phấn đấu 100% các huyện, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, mầm non đạt 100%, tiểu học mức độ 2 đạt 90%, trung học cơ sở đạt 100%, trung học phổ thông đạt 100%, tỷ lệ lao động qua đào tạo 75%, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 2% năm, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đạt dưới 2%, số lượng giường bệnh bác sĩ trên 1 vạn dân 45 giường bệnh và 13,5 bác sĩ. Nhiệm vụ trọng tâm đột phá là phát triển toàn diện văn hóa xã hội, coi trọng văn hóa cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của con người vùng đất Cố đô, tập trung bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy di sản Cố đô Hoa Lư và di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, quần thể danh thắng Tràng An. Về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tập trung phát triển hệ thống y tế Ninh Bình theo hướng hiện đại hóa, bảo đảm cho mọi người dân được tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ y tế có chất lượng, đẩy mạnh thu hút xã hội hóa và liên kết trong lĩnh vực y tế. Về giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tập trung phát triển toàn diện năng lực người học, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số, hướng tới một nền giáo dục mở, hiện đại, tiên tiến. Về thể dục thể thao, tập trung phát triển các phong trào thể dục thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp, đưa thể thao Ninh Bình đạt vị trí cao trong khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước. Phát triển kinh tế thể thao gắn với phát triển công nghiệp văn hóa du lịch. Về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, triển khai hiệu quả đồng bộ các chương trình khoa học công nghệ quốc gia và của vùng, khuyến khích doanh nghiệp tham gia thành lập, mở rộng các quỹ phát triển khoa học công nghệ, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp với các viện, trường, cơ sở nghiên cứu, phát triển thị trường khoa học công nghệ hiệu quả, hội nhập quốc tế, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ. Về an sinh xã hội, tập trung đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác người có công, hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong xã hội, thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, phát triển thị trường lao động lành mạnh, bền vững, đồng bộ, gắn với đào tạo nghề, chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung đào tạo kỹ năng lao động, nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, bảo trợ xã hội, thực hiện tốt các chính sách trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế, tạo môi trường sống an toàn, thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, thực hiện tốt các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở tất cả các cấp, các lĩnh vực. Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chi tiết trên trang thông tin điện tử nbtv.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình.